Khi mà một thị trường chứng khoán đã tăng quá nóng thì những nhịp sụt giảm của nó cũng không hề nhẹ một chút nào cả. Và nhân với cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại, liệu anh chị chọn một cổ phiếu có giá trị tốt, tăng trưởng hay anh chị sẽ chọn những cổ phiếu có giá cả chưa tăng để anh chị có thể đầu tư. Và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một chút về một tiểu luận cổ phiếu của ngành dầu khí và cổ phiếu của gas hay là của Petrolimex được ra đời. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng Nơi những chia sẻ Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức Vì không sớm thì muộn Không sớm thì muộn Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán Vậy tại sao lại có một video như thế này Như trước đó Dũng cũng đã trao đổi với anh chị về chuỗi chấm điểm cổ phiếu của ngành dầu khí Trong đó có gas và trong đó có petrolimax Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại đặt lên bàn cân của hai cổ phiếu này ở bối cảnh ở thời điểm hiện tại như khi nào Dũng trao đổi với anh chị một chút khi mà tất cả mọi thứ nó đều giá cả nó đều đã đắt đỏ và nó đã không còn rẻ ở thời điểm hiện tại của những dòng tiền mới ở thời điểm hiện tại của những nhà đầu tư mới ở thời điểm hiện tại của những lựa chọn mới chúng ta nên ưu tiên một chút về giá cả và hôm nay Dũng và anh chị hãy cùng nhau trao đổi với nhau về những tiểu luận này như sau Giống như những bài phân tích trước đó Dũng trao đổi với anh chị về diễn biến của giá dầu trong khoảng 30 năm trở lại đây thì xu hướng chính trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây đó là xu hướng giảm trung và dài hạn của giá dầu. Nhắc đến câu chuyện xu hướng giảm trung và dài hạn của giá dầu liệu đây có phải là một bức tranh đẹp để đầu tư hay không? Thì đây không phải là một bức tranh đẹp để đầu tư. Vậy tại sao lại có những dữ kiện và có những video này để Dũng và anh chị hãy cùng trao đổi với nhau một chút về tư duy và tầm nhìn trước khi chúng ta chấm điểm về hai cổ phiếu này đã. Đầu tiên thì như Dũng trao đổi với anh chị, yếu tố đầu tiên Dũng muốn trao đổi đó là yếu tố về giá cả. Tức là chúng ta hãy đi tìm những ngành nghề nào nó đã tăng, nhưng nó tăng thấp hơn so với trung bình của thị trường. Dũng làm một phép thống kê ở thời điểm hiện tại của gần cuối năm 2020, thì từ dịch tháng 3, tháng 4 đến thời điểm hiện tại thì chứng khoán nó đã tăng được khoảng 70% tính từ thời điểm đó. Trong khi trung bình của ngành dầu khí thì tăng khoảng 50% tức là ở thời điểm hiện tại chúng ta nên ưu tiên về giá cả nếu như chúng ta có dòng tiền mới, nếu như chúng ta có lựa chọn mới hoặc nếu như chúng ta là một nhà đầu tư mới. Ưu tiên đầu tiên đó là ưu tiên về giá cả và hãy lựa chọn những ngành nghề nào phục hồi sau uh, khi mà mặt bằng giá cổ phiếu của nó không mắc hơn so với trung bình của thị trường. Đó là cái tư duy và tầm nhìn đầu tiên mà Dũng muốn nhấn mạnh với anh chị về thời điểm hiện tại của một thị trường không còn rẻ. Và như theo tờ báo Nhân dân có trao đổi từ ngày 13 tháng 2, 13 tháng 12, tức là ngày Chủ nhật vừa rồi, thì cái lô vaccine đầu tiên ở Mỹ đã chính thức được đưa vào các bang và tiểu bang. Và cũng theo tờ báo này cập nhật trong ngày 15 tháng 12, tức là sáng ngày hôm nay, tức là trong sáng ngày hôm nay, thì vaccine đã đổ bộ vào khoảng 50 bang của Mỹ. Như vậy thì khi chúng ta phân tích những nhận định và dữ kiện này thì cũng sẽ thấy được xu hướng toàn cầu đó là xu hướng vaccine. Và khi vaccine có rồi thì kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi. Vậy thì kinh tế dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế họ cũng sẽ dự báo rằng năm nay mức độ sụt giảm kinh tế toàn cầu là khoảng gần 5%. Nhưng ước tính năm sau thì mức độ tăng trưởng là khoảng 5% trong năm 2021. Vậy thì rõ ràng sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp và ngành nghề sẽ tăng trưởng trên toàn cầu. Vậy khi tăng trưởng lại trên kinh tế toàn cầu thì ngành nghề nào sẽ được hưởng lợi? Gần như là tất cả các ngành nghề đều sẽ hưởng lợi trong đó có ngành vận tải, trong đó có ngành vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, trong đó có ngành dịch vụ, trong đó có ngành sản xuất và hầu như tất cả các ngành nghề này đều sử dụng một cái yếu tố đó là năng lượng, trong đó có năng lượng khí đốt, trong đó có năng lượng dầu vận tải vận chuyển. Như vậy thì đó là cái tư duy thứ hai mà Dũng muốn trao đổi với anh chị. Khi kinh tế bắt đầu phục hồi thì những ngành nghề về sản xuất, về dịch vụ, về vận tải, về vận chuyển họ cũng sẽ bắt đầu phục hồi và nhu cầu sử dụng năng lượng cũng sẽ phục hồi. Đó chính là lý do tại sao khiến cho giá dầu từ lúc có vaccine đến thời điểm hiện tại nó cũng đã tăng được khoảng 10 đến 15%. Đó là cái câu chuyện thứ hai mà Dũng muốn trao đổi và tư duy với anh chị như vậy. Vậy thì thông qua hai dự kiện, thứ nhất đó là tầm nhìn của mình trong khoảng thời gian tới năm 2021. Thứ hai mặt bằng về giá cả thì rõ ràng cổ phiếu dầu khí cũng là một trong những ngành nghề đáng để chúng ta xem xét và lưu tâm trước bối cảnh mặt bằng tài sản đã không còn rẻ. Dũng xin nhắc lại, trước bối cảnh mặt bằng tài sản đã không còn rẻ và rất nhiều ngành nghề rất vô lý ngành nghề thì sụt giảm suy giảm ngành nghề thì gặp khó khăn nhưng cổ phiếu thì lại vượt đỉnh vượt đỉnh thì rõ ràng trong một bối cảnh đầu cơ cao hơn dòng tiền cao hơn thì lựa chọn này cũng là một trong những lựa chọn và nếu như anh chị đồng tình và đồng ý với những quan điểm của Dũng có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận với nhau về câu chuyện tiếp theo của gas hoặc petrolimax còn nếu như anh chị không đồng tình với Dũng có thể tắt video này đi vì những những thứ phía sau đó có lẽ chúng ta sẽ không cần một câu trả lời nào cả rồi và thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút về câu chuyện này Trước khi chúng ta phân tích về Gas và Petrolimus, tại sao lại chọn Gas và Petrolimus? Trong khi ngành dù khi rất nhiều cổ phiếu, PV Gas, PVS, PVD, PVB, PVC, tại sao lại chọn Gas và Petrolimus? Thì trước đó Dũng cũng đã có một bài chấm điểm về các cổ phiếu này. Và Dũng sẽ để góc trên bên phải để anh chị có thể theo dõi lại nếu như anh chị có có thắc mắc về câu chuyện này. Và thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích và chấm điểm cổ phiếu của Gas và Petrolimus với những trường như sau. Thứ nhất đó là hiệu quả hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp này. Thứ hai nữa là sự phục hồi giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thứ ba nữa là sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Vì ở thời điểm hiện tại cái nhân tố tác động đến sự tăng giảm của thị trường chung và sự tăng giảm của cổ phiếu này nó cũng rất lớn đó là các yếu tố về nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ đầu tư. Thứ tư nữa đó là yếu tố về định giá và cuối cùng đó là tính thời điểm ở thời điểm hiện tại, gas hay là petrolimax sẽ phù hợp hơn. Và thì hiệu quả hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải nhắc đến mô hình kinh doanh mô hình kinh doanh của Petrolimex đó là chúng ta sẽ nhập khẩu xăng dầu và phần lớn Petrolimex là nhập khẩu xăng dầu. Nhập khẩu xăng dầu thì sẽ bán buôn và bán lẻ sang các đại lý. Đó là cái mô hình kinh doanh của Petrolimex. Mô hình kinh doanh của PVGas thì nó cũng có một phần hao hao giống như vậy. Tức là chúng ta cũng thu mua khí. À, trong thu mua khí đó thì nó có một phần đó là thu mua từ các mỏ ở trong nước. Phần thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ nhập khẩu từ nước ngoài. Tức là đối với PVGas thì cái cái chuỗi giá trị của nó sẽ tốt hơn so với lại Petrolimax vì Petrolimax thì đa số là sẽ nhập xăng từ nước ngoài về. Còn trong khi đó của PVGas thì có thể nhập khí từ trong nước và một phần thì sẽ nhập khí từ nước ngoài. Nhưng nhìn chung họ cũng nhập khí về và họ cũng sẽ phân bổ phân phối cho các đơn vị khác. Trong đó có có khu công nghiệp, trong đó có các đơn vị kinh tế hoặc trong đó có các đơn vị gia đình, dân dụng, vân vân. Đại loại thì hai mô hình kinh doanh này có những sự tương đồng và hao hao nhau. Thực sự thì PVGAS hoặc là Petrolimax nó không phải là độc quyền Nhưng xét về yếu tố quy mô thì yếu tố về độc quyền và gần như độc quyền Là yếu tố hiện hữu và hiện diện ở thời điểm hiện tại của PVGAS và Petrolimax Tuy nhiên trong mô hình kinh doanh của PVGAS có một điểm tốt hơn và tối ưu hơn Đó là họ chủ động được nguyên vật liệu đầu vào ở trong nước Trong khi Petrolimax thì gần như họ phải nhập hàng nguyên vật liệu đầu vào từ nước ngoài đó là cái câu chuyện và tính chính từ cái câu chuyện của cái mô hình kinh doanh như vậy nó quyết định đến cái lợi thế cạnh tranh và nó quyết định đến cái lợi lợi nhuận sau thuế của một doanh nghiệp dùng ví dụ như sau đây là biên lợi nhuận của Petrolimat và biên lợi nhuận của gas và anh chị cũng sẽ tân lý mô hình kinh doanh của họ cũng như vậy thôi tức là họ thu mua và họ phân phối trong khi Petrolimat thì biên lợi nhuận nó chỉ rơi vào khoảng 6% về biên lợi nhuận trong khi PV Gas, biên lợi nhuận nó rơi vào khoảng từ 20% đến 25% về biên lợi nhuận như vậy một doanh nghiệp nào đó có biên lợi nhuận cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó có lợi thế cạnh tranh cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó hoàn thiện được chuỗi giá trị của mình tốt hơn và chắc chắn biên lợi nhuận cao nó là một thành tố để tạo ra lợi nhuận sau thuế tăng đấy chính là yếu tố và nếu để chấm điểm về mô hình kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh thì một điểm cộng sẽ dành cho PPG về tính hoàn thiện và lợi thế cạnh tranh của ngành dầu khí hơn so với lại là Petroliemex trường thứ hai chúng ta trao đổi với nhau đó là sự phục hồi của giá cổ phiếu thực ra tại sao chúng ta phải quan tâm đến giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Nếu như mặt bằng tài sản nó đều xem xêm nhau, chúng ta hãy quan tâm đến ưu thế của lợi thế cạnh tranh. như khi mặt bằng tài sản và tính đầu cơ của thị trường nó đang càng rất là cao. Anh chị cũng để ý thôi, cùng đầu năm thanh khoản chỉ có khoảng 3.000 đến 4.000 tỷ. Thanh khoản bây giờ có những phiên 15.000 tỷ, trung bình khoảng 10 đến 15.000 tỷ. Chứng tỏ cái dòng tiền đầu tư và dòng tiền đầu cơ đang hoạt động rất mạnh. Do đó nếu có nếu có lựa chọn nào đó về cổ phiếu thì chúng ta cần quan tâm một chút về cái giá cả của cổ phiếu trong một bối cảnh như vậy. Và chúng ta cũng làm một phép so sánh và thống kê như sau của diễn biến giá cổ phiếu. Từ lúc mà đỉnh của dịch cho đến thời điểm hiện tại, trung bình thị trường tăng khoảng 70%, trung bình PVGAT tăng khoảng 55% và trung bình PGLIMAT tăng trưởng khoảng 47%. Vậy nếu để nói ở thời điểm hiện tại cổ phiếu nào hấp dẫn hơn xét về giá cả thì PGLIMAT sẽ hấp dẫn hơn xét về giá cả vì chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào đó chưa tăng giá nhiều chứ chúng ta không lựa chọn một cổ phiếu cực kỳ tốt mà nó đã tăng giá cao hơn rất nhiều đó là cái câu chuyện của việc tại sao chọn cổ phiếu của ngành dầu khí và đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta nên ưu tiên cổ phiếu nào có mức độ tăng giá thấp hơn là điểm đến của chúng ta vậy một điểm cộng dành cho pglimus về tính hấp dẫn xét về yếu tố về giá cả chúng ta hãy đi với nhau về trường thứ ba nữa đó là sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài và dũng có thống kê với anh chị trong khoảng hơn một tháng trở lại đây của diễn biến của dòng tiền nước ngoài mua và bán cổ phiếu đây là cổ phiếu của petrolimus đây là bên mua và còn đây là bên bán và thì anh chị cũng sẽ thấy này cái yếu tố về bên mua trong khoảng tầm một tháng trở lại đây thì dường như đó là nhà đầu tư nước ngoài có xuống mua nhiều hơn so với lại là bán ra tuy nhiên cái mức độ mua nhiều hơn thì nó không rõ nét và nó không đáng kể cũng tương tự như vậy với PV Gas bên mua và bên bán thì dường như trong tổng thể một tháng trở lại đây thì dòng tiền nước ngoài họ mua nhiều hơn so với dòng tiền bán ra tuy nhiên cái mức độ mua này nó không rõ nét và cụ thể xét về yếu tố về nước ngoài thì dòng dầu khí là một trong những dòng đang được nhà đầu tư nước ngoài mua vào trong hơn một tháng trở lại đây do đó thì cũng có một điểm cộng cho pvgas và một điểm cộng dành cho Petrolimex trên thực tế thì hai doanh nghiệp này không có những sự rõ nét với nhau là nước ngoài mua nhiều hơn cổ phiếu nào Do đó chúng ta cùng có một điểm cộng cho gas và cùng có một điểm cộng cho Petrolimus Chúng ta đi với nhau về trường thứ tư nữa đó là yếu tố về định giá Yếu tố về định giá thì chúng ta hãy sử dụng thời gian hoàn vốn của một doanh nghiệp Thời gian hoàn vốn của PVGAT nó rơi vào khoảng 15 năm Trong khi thời gian hoàn vốn của Petrolimus nó phải đến 54 năm Tại sao một mô hình kinh doanh nó một mô hình kinh doanh nó kém hơn như Petrolimus tại sao lại được định giá nó cao hơn rất là nhiều so với PVGAT như vậy anh chị nhìn vào thời gian hoàn vốn thì chắc có lẽ anh chị cũng đã có câu trả lời là anh chị nên chọn cổ phiếu nào rồi như dũng giải thích với anh chị một chút tại sao Petrolimus nó lại thời gian hoàn vốn đến hơn 50 năm như vậy tức là nếu như chúng ta xét về yếu tố về dịch trong thời thời điểm trước đó thì ngành nghề nào bị ảnh hưởng trực tiếp đó rất là nhiều ngành nghề nhưng trong đó có ngành xăng dầu và cụ thể đó là quý 1 năm 2020 thì Petrolimax ghi nhận, ghi nhận lỗ mức lỗ nó rơi vào khoảng gần 2.000 tỷ. Trong khi PVGAP thì cùng thời điểm đó thì họ vẫn ghi nhận mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ. Và chính vì lợi nhuận lỗ 2.000 tỷ như vậy, gần 2.000 tỷ như vậy, họ kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế của lũy kế 4 quý gần nhất. Đó là một lợi nhuận khiêm tốn. Khi lợi nhuận khiêm tốn như vậy thì cái dòng tiền của doanh nghiệp nó sụt giảm. Dòng tiền doanh nghiệp sụt giảm thì cái earning trên mỗi cổ phiếu nó sụt giảm earning trên mỗi cổ phiếu sụt giảm thì làm cho cái định giá nó trở nên cao hơn đó là cái câu chuyện của Petrolimax nhưng nó sẽ có hai vấn đề tí nữa dụng sẽ phân tích kỹ và trị chị hơn Đại loại đó là chúng ta cần có một điểm cộng cho yếu tố về định giá đối với PVGAT Đơn giản là vì thời gian hoàn vốn của PVGAT nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với Petrolimax Nhưng tại sao lại Dũng lại nói một câu chuyện đó là có tính hai mặt như vậy Thực ra chúng ta cần quan tâm đến cái trường thứ ba nữa, đó là trường, trường thứ năm nữa, đó là tính thời điểm của đầu tư Vậy tại sao lại Dũng cho hai điểm cộng với Petrolimax trong khi không phải là là một điểm cộng nào đối với PVGAT cả? Vì chúng ta hãy nhìn một mô hình kinh doanh và chúng ta xét về góc độ tư duy đầu tư thôi ha. Một doanh nghiệp lợi nhuận ổn định của nó vẫn duy trì ổn định trong rất nhiều năm tháng. Thì rõ ràng doanh nghiệp này là doanh nghiệp tốt. Doanh nghiệp tốt thì nó sẽ vẫn tốt và giá cổ phiếu về lâu về dài nó vẫn sẽ tăng. Nhưng nếu để nói về tính thời điểm thì chúng ta đầu tư doanh nghiệp nào tốt hơn? Chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp mà có một điểm uốn lợi nhuận Tức là chúng ta kỳ vọng doanh nghiệp nào sẽ vực dậy sau khó khăn Chúng ta kỳ vọng doanh nghiệp nào sẽ bứt tốc sau khó khăn Chúng ta sẽ kỳ vọng doanh nghiệp nào đã là vùng đáy, đã là vùng xấu nhất của dịch Covid-19 Thì nếu để nói như vậy, Petrolimax là một thời điểm hoàn hảo của năm 2020 và tiền cho năm 2021 Vì tất cả những thứ xấu nhất của Petrolimax nó đều đã bút vào quý 1 và quý 2 của năm 2020 Trong khi PVGAP nó vẫn tốt nó sẽ tốt, nó vẫn tốt và tiếp tục tốt nhưng cái yếu tố tốt thì nó không tạo ra sự tăng giá đột biến Mà đối với một doanh nghiệp nó đã xấu và cái gì xấu nhất Thì tương lai của nó chỉ có tốt và tốc độ tăng của nó sẽ cao hơn Đó là cái yếu tố về tư duy và tầm nhìn mà Dũng muốn trao đổi với anh chị Như vậy thì có hai điểm cộng dành cho Petrolimax về tính thời điểm Đây là một yếu tố nhạy cảm do đó thì chúng ta cần xem xét Đó là cái góc nhìn của Dũng Còn có, có khi anh chị sẽ có một cái góc nhìn khác của các anh chị Tổng chung lại và tự chung lại trong khoảng 5 trường mà chúng ta vừa trao đổi với nhau thì 3 điểm cộng dành cho PVgas và 4 điểm cộng dành cho Petrolimex. Trên thực tế thì hai doanh nghiệp này cũng xem xem nhau. Giá cổ phiếu tăng phục hồi thì cũng ngang ngang nhau. Mỗi doanh nghiệp nó đều có một vẻ đẹp khác nhau. Với PVgas đó là chất lượng kinh doanh chất lượng dòng tiền và tính độc quyền của nó. Đối với mất đó là tính thời điểm của đầu tư khi cái gì xấu nhất nó đục, nó cũng đều đạt thể hiện trên báo cáo tài chính của quý 1 và của quý 2 năm 2020. Hy vọng những chia sẻ và những kiến thức này có thể mang lại nhiều giá trị, có thể mang lại những gợi ý trong vấn đề về đầu tư. Có thể anh chị sẽ đầu tư vào cổ phiếu của ngành dầu khí, có thể anh chị sẽ không đầu tư và không đồng tình với Dũng. Tuy nhiên tất cả những kiến thức và những chia sẻ này Dũng mong muốn sẽ giúp cho anh chị định hình lại rõ với mình, việc mình đầu tư thì mình cần phải có một chút sự bài bản, kiến thức và đi theo một cái sự logic trong vấn đề về đầu tư. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT, nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%. Nếu như anh chị vẫn chưa có một người thiết kế danh mục đầu tư cho 2021, dự đoán sẽ có nhiều khó khăn khi mặt bằng tài sản nó đã không còn rẻ nữa. Hãy sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Dũng. Vì Dũng sẽ là người trực tiếp thuyết trình và thiết kế với anh chị khoảng 30 phút đến 60 phút trình bày về triết lý và phương pháp luận đầu tư trong đó thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau về các danh mục đầu tư tất nhiên những danh mục đó thì dũng và cộng sự đã phân tích rất chi tiết và khi chúng ta thống nhất với nhau về danh mục đầu tư những phân tích chi tiết sẽ được gửi về bàn làm việc của anh chị một cách sớm nhất ngoài ra năm 2021 thì dũng và cộng sự có mở thêm một sản phẩm đó là phân tích cổ phiếu theo yêu cầu nếu như anh chị có quan tâm đến cổ phiếu nào đó có ý định đầu tư lớn vào cổ phiếu nào đó có thể phân có thể liên hệ với dũng vì dũng và cộng sự sẽ phân tích một cổ phiếu nào đó theo yêu cầu của các anh chị và trên đây là lịch đào tạo của dũng vào cuối tuần cuối cùng của tháng 12 khóa đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi. Chúng ta sẽ có 3 buổi để trao đổi với nhau và thảo luận với nhau về các triết lý, phương pháp và suy luận về vấn đề về đầu tư. Triết lý, phương pháp thì nó phụ thuộc vào bối cảnh. Bối cảnh 2020 nó sẽ khác, bối cảnh 2021 nó sẽ khác. Từ phương pháp, từ bối cảnh sẽ cho ra được danh mục đầu tư từ cuối 2020 kéo dài cho đến 2022. mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.